Tóm tắt cực nhanh phần 1, ấn vào cái link này. Còn đây là phần 2 của bộ phim nơi nhân vật chính chơi tài xỉu để sống sót, Alice ở Bình Dương, phần 2. Bộ phim cho ta xem Arisu đang ngồi chơi bắn nhau. Tuy đó chỉ là quá khứ nhưng Arisu hiện tại vẫn đang bắn nhau, nhưng mà là thằng khác bắn anh. Mọi chuyện bắt đầu từ 13 phút trước. Arisu, Usagi, Chishiya và Kuina đang chờ giai đoạn tiếp theo. Muốn chơi mà chờ mãi game không cho chơi. Một nhóm người từ bãi biển đến, họ cũng muốn chơi và trò chơi đến. Ơ trò gì á? Trò bắn bất kỳ thằng nào đứng yên. Mọi người hoảng loạn. Chishiya thể hiện mình rất ngầu, trước khi cũng tỏ ra hoảng loạn. Một kẻ có súng trường đang xả súng, Arisu và các huynh đệ chỉ biết chạy. Trò gì mà chạy mệt tới bà nội luôn á. Khinh khí cầu ca bích xuất hiện. Đó là trò chơi thể lực với độ khó cao nhất. Ai chạy nhanh thì sống, thì cũng không phải tất cả. Ai có xe để chạy chắc chắn sống, thì cũng không phải tất cả. Tóm lại chỉ có nhân vật chính sống thôi. Chishiya không theo kịp, Arisu và những người khác rời đi trên xe. Trận chiến giữa các bài hình đã bắt đầu. Đây không còn là chơi ba cây nữa. Tên ca bích đã đuổi theo nhóm Arisu. Họ chỉ thoát khi có mấy đứa lao ra chết hộ. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là một cách. Tata và Kuina đang tìm ô tô để rời khỏi đây. Còn Arisu và Usagi đi tìm đồ ăn. Cậu nhìn gói mì và nhớ lại thế giới trước kia, lúc mà còn được ăn mì thảnh thơi với lũ bạn chứ không phải cả ngày chơi Temple Run như thế này. Thế giới đó có rác rưởi đến đâu thì cũng hơn cái thế giới này. Usagi không nghĩ thế. Cô nhớ lại bố mình, ông là một người thất bại và bị người đời chà đạp, nên Usagi không tha thiết gì về thế giới đó lắm. Không khí giữa hai người đột nhiên trùng xuống hẳn. Ngày hôm sau, Arisu phát hiện vòng bo đi săn cẩu Kabik rất rộng. Cách duy nhất để không bị Kabik giết là để thằng khác giết. Họ sẽ tham gia trò chơi khác. Arisu chọn Katep vì nó ở xa nhất, có tỷ lệ thắng cao nhất vì là trò đồng đội, và lá bài ca khả năng cao sẽ spoil nhiều thông tin. Họ đến chỗ trò chơi và gặp Niragi. Thằng này báo Arisu hết lần này đến lần khác, nhưng trò này cần 5 người. Muốn hay không thì cũng phải cho thằng này tham gia. Và trò Katep bắt đầu bằng việc Katep khoe chim trước mặt mọi người. Trò này đến Katep cũng chưa chơi. Luật vô cùng đơn giản. 2 tiếng đồng hồ, mỗi bên có 10.000 điểm, chia cho 5 thành viên, ít nhất phải có 100 điểm, thích chia sao thì chia. Và chỉ được chia một lần duy nhất. Có 3 cách để giành điểm: đối kháng, nhặt đồ và chiếm căn cứ. Chạm vào nhau để tham gia đối kháng, ai nhiều điểm hơn thắng, cộng 500, thua trừ 500. Tất nhiên rồi, đấy là cách làm toán. Nếu không solo được, có thể chơi hội đồng bằng việc nắm tay để kết hợp điểm. Cách thứ hai là nhặt đồ, có 6 món 500 đến 3.000 điểm trên bản đồ. Chó đỏ thì ăn tất. Cách thứ ba aka cách lật kèo chính là căn cứ. Nếu chạm được vào căn cứ địch, cộng 10.000. Trở ngại là người canh gác căn cứ sẽ có điểm vô hạn. Nếu bị chạm phải, trừ 10.000. Nếu âm, cúp. Lưu ý là sau khi đối kháng, phải trở về căn cứ của mình mới được tiếp tục đối kháng tiếp. Luật chỉ có thế thôi, quá đơn giản. Trận chiến sẽ bắt đầu khi chia điểm xong. Tata đề nghị chia đều, vì đó là cách chia ngu nhất, thích hợp với lối suy nghĩ của nhân vật phụ như cậu. Arisu có kế hoạch khác. Kuina và Usagi là người chạy nhanh nhất sẽ cầm ít điểm, cụ thể là 300 điểm và cố gắng tránh giao tranh. Arisu và Nigari chạy chậm hơn sẽ cầm nhiều điểm, lần lượt là 4.600 và 4.700. Tata là thằng coi căn cứ điểm vô hạn, nên chỉ cần cầm 100 là được. Họ sẽ chia thành hai nhóm hai người để có thể giao tranh không phải nghĩ. Và nhiệm vụ tiên quyết của nhóm sẽ là tìm vật phẩm. Nếu phải đối kháng thì sẽ là 2-1. Trong khi đội của Katep thoải mái hơn rất nhiều. Họ chia đều 10.000 điểm cho 5 người, thể hiện sự bình đẳng giữa các đồng đội. Vì vậy đội Katep đánh kiểu gì cũng thua. Đội Arisu dẫn trước 5.000 điểm. Nhưng đây là độ khó Katep, quan trọng là phải biết chơi. Katep đã có sẵn dự tính trong đầu. Họ tổng tiến công căn cứ đội Arisu. Tata không thể cản hết. Đội Katep trừ 1 người, cộng 30.000 điểm. Đến nước này, ai của đội Katep cũng có hơn 10.000 điểm. Họ thoải mái đấu với đội Arisu, thậm chí là cân 2. Chưa kể họ còn tìm được cả vật phẩm, cách biệt càng lúc càng xa. Đội Katep còn không cần để một ai canh gác căn cứ, vì họ biết thừa Arisu không có đủ can đảm để đến đó. Arisu đã quên điều quan trọng nhất của trò chơi, đó là sự sống còn. Trò chơi sinh tử cần phải có cách nghĩ khác trò chơi thông thường. Arisu nhìn đồng hồ, thấy mình không có khả năng đối kháng do chưa trở về căn cứ. Cậu nghĩ ra một kế hoạch tấn công căn cứ đối phương. Usagi sẽ dụ một tên ra khỏi căn cứ, ba người còn lại sẽ tấn công. Arisu vào trước, và cậu không bị trừ điểm vì không đủ điều kiện tham gia đối kháng. Nhân cơ hội, Niragi vẩy HIVS vào mặt đối phương, cộng 10.000 điểm. Kuina không thành công, cộng 0. Kế hoạch cuối cùng của Arisu thất bại. Họ còn cách đội Katep 3.000 điểm. Dù có tìm được vật phẩm 2.500 cuối cùng thì cách biệt vẫn là 500. Chiến thắng đã được quyết định, đội Katep sẽ ôm trụ đến chết. Arisu không còn cách nào có thể chiến thắng, trừ khi có một người chấp nhận hy sinh, và đó là Tata. Nhân vật phụ nhất, từ khi còn ở thế giới thật, cậu vẫn luôn là một kẻ bất tài. Khi đến đây vẫn thế, cậu muốn làm gì đó cho đời bớt nhục. Và Tata quyết định chặt đứt bàn tay của mình để gỡ chiếc đồng hồ ra. Với hai chiếc đồng hồ, Arisu lừa Katep đấu với mình và đội của cậu lật kèo. Thời gian còn lại rất ít, chiến thắng thuộc về Arisu. Cậu ở lại tâm sự với Katep, một đứa vừa thoát chết tâm sự với một ông sắp chết. Hai bên dần hiểu nhau hơn, nhưng mà trò chơi mà, thắng làm vua, thua thì cúc. Katep mong Arisu sẽ tìm ra lẽ sống của riêng mình và ra đi. Tata cũng hy sinh do mất máu. Một chiến thắng buồn của đội Arisu. Cách đó khá xa, trò chơi di cơ cũng đã bắt đầu tại một nhà giam với sự tham gia của Chishiya,
Luật chơi, mỗi người đeo một chiếc vòng cổ, có hiện chất bài đằng sau gáy. Mỗi vòng trôi qua, chất bài sẽ thay đổi. Chỉ cần nói đúng chất bài sẽ có thể sống sót. Di cơ cũng tham gia trò này, và điều kiện thắng là giết chết hắn ta. Một trò chơi chất cơ, đánh vào tâm lý con người. Mấu chốt là tạo được sự tin tưởng với người khác và phải tìm được di cơ, nếu không thì trò này sẽ kéo dài mãi mãi. Điều đó có nghĩa là trò chơi này được tạo ra để người chơi giết lẫn nhau, cho đến khi tìm được di cơ thì thôi. Một cô gái đưa ra ý tưởng tạo nhóm, nhiều người thì sẽ không sợ bị nói dối. Một người đàn ông khác dùng tình cảm trai gái để tạo niềm tin. Một người khác dùng sự tương đồng tính cách. Có người thì dùng bạo lực. Mỗi người có một cách để biết chất bài trên cổ mình là gì. Nhưng cứ như thế thì trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc. Và một người đã nói dối, đó là lúc trò chơi thực sự bắt đầu. Tên dùng bạo lực là người đầu tiên chết. Cô gái với ý tưởng tạo nhóm cũng đã tự tay phá vỡ nhóm của mình khi đã xui khiến mọi người nói dối. Hết lần này đến lần khác, dần dần cái nhóm đó chết sạch. Cậu nhóc cặp với Chishiya cũng không thể chịu nổi, đã chọn cách tự sát. Trò chơi chỉ còn 5 người và Chishiya không còn ai để kết nghĩa huynh đệ. Anh cố lôi kéo Otaku, nhưng hắn đã nói dối chất bài trên cổ anh là cơ. Anh hỏi bạn gái tên kia có phải chất tép không, nhưng cô ả không nói gì. Chishiya suy ra trên cổ mình là bích hoặc dâu, và anh quyết định chơi 50-50. Hai người đàn ông kia cũng chọn nói thật, nhưng tên Otaku và cô gái lại nói dối. Kết quả chỉ tên Otaku bước ra, chính hắn là di cơ, nhưng Chishiya và hai người đàn ông kia chưa chết. Cô gái kia chết vì nghe lời di cơ. Chishiya đã biết tên này là di cơ, vì anh thấy hắn và cô gái trao đổi với nhau qua đồ ăn tại căng tin. Hai người đàn ông kia cũng đã thông đồng với nhau. Mấu chốt của trò chơi là sự tin tưởng. Không thể nhận được sự tin tưởng bằng thao túng, thống trị, bắt nạt hay lừa dối. Cách duy nhất để có được sự tin tưởng là hai bên phải bình đẳng với nhau, không ai hơn ai. Và hai người họ đã tìm được đến nhau. Nghe hơi gay nhưng mà họ đã làm được. Lý do họ không giết di cơ từ vòng trước luôn là vì hai người này muốn moi thêm thông tin về thế giới này. Trò chơi di cơ kết thúc. Chả biết hai ông kia có moi được gì không. Nhưng ta quay trở lại với Arisu. Sau cái chết của Tata và những lời nói của Katep, Arisu đã suy sụp hoàn toàn. Kuina vẫn còn ý chí chiến đấu nên đi tìm thêm đồng minh để đánh bại Kabik. Arisu và Usagi tạm thời không tham gia các trò chơi mà vui sống qua ngày, cho đến khi họ phát hiện ra một vụ thảm sát của Kabik. Một người hấp hối nói cho Arisu về cuộn phim. Ở thế giới này đồ điện không hoạt động, nhưng anh ta đã tạo ra một máy quay tự chế. Arisu xem cuộn phim, cậu thấy cô bạn En đã đi qua đây và đang tiếp tục hành trình khám phá thế giới này. Cậu còn biết thêm về lý do tất cả mọi người cùng đến đây một lúc là do loại pháo hoa nào đó. Chưa kịp loát thêm thì tên Kabik xuất hiện, chia cắt Usagi và Arisu. Cậu bị một cô gái chặn lại và đi cùng cô ta là số 1 tại bãi biển Aguni. Ba người chuẩn bị đặt bẫy để tiêu diệt Kabik, nhưng kế hoạch thất bại và Arisu lại bị tách ra. Còn Usagi đang đi tìm đồ ăn thì gặp được một cậu bé sắp hết hạn visa, có bắt buộc phải dẫn cậu bé tham gia trò quy bích để sống sót. Arisu cũng tìm được đến đây vì cậu biết trò chất bích là sở trường của Usagi. Luật chơi hơi phức tạp một chút. Đây là trò đuổi bắt, ai bị chạm vào lưng sẽ đổi phe, hết giờ phe nào đông hơn người đó thắng. Tưởng là trò bích, hóa ra là trò cơ. Quy bích bảo thằng nào theo mình sẽ được sống ở đây thoải mái, không cần lo visa. Usagi buộc phải dùng thông não chi thuật. Sống ở đây không vui, thế giới thực mới vui. Thực ra cũng không vui lắm đâu. Cứ thử thức dậy lúc 6 giờ sáng đi làm 20 cây dưới trời lạnh 10 độ thì mới biết thế nào là vui. Một vài người vẫn thích thế giới thực hơn, họ muốn trở về. Dù chả biết Usagi nói thật hay không, nhưng Quy Bích thua nhanh như chớp. Arisu nhận ra tất cả quân bài hình cũng chỉ là người chơi. Họ đã quyết định ở lại thế giới này. Còn có về được không thì cậu phải đánh bại hết tất cả các quân khác. Quy Bích nói xong thì chết thật ngầu. Arisu và Usagi rời đi. Hai người đến một nơi có suối nước nóng. Họ thấy hai con voi quyện nhau, thế là hai người quyện nhau, cộng một relationship. Ngày hôm sau tại một tòa án, Chishiya tiếp tục tham gia trò Kazo. Chủ trò này là số 2 của bãi biển. Luật chơi trò này cực dễ, dành cho các bé tiểu học. 5 người chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 100, lấy trung bình cộng nhân 0.8. Ai có số gần nhất người đó thắng. Luật quá dễ, thích hợp với vót giờ. Nghe thì có vẻ là trò may rủi, nhưng thật ra lại rất là não. Phải đọc được là người khác chọn gì thì mới có thể chọn ra số gần nhất. Và nếu điểm đến âm 10 thì sẽ bị acid dội vào đầu. Lượt chơi đầu tiên Kazo thắng. Bà này nghĩ lấy số cũ nhân với 0.8 sẽ ra số mình cần. Ông này lại nghĩ càng nhân càng ra số nhỏ, cứ chọn số nhỏ vì ông nghĩ ai cũng chọn số nhỏ. Kết quả lượt 2 Kazo lại thắng. Tóm lại trò này không phải là trò tính toán mà là trò đọc tâm lý. Đến lượt 3, cô kia chọn 1, ba ông chọn 0, còn Chishiya chọn 100. Vì anh muốn tìm xem logic chọn số của bọn kia là gì và khiến bọn họ bị rối, không thể đọc được anh. Cứ thế trận đấu dần đến hồi kết. Hai ông kia đi đầu tiên, còn lại Kazo, Chishiya và cô gái. Vì còn 3 người, luật được bổ sung, chọn trùng số với nhau sẽ bị âm 1 điểm. Và người chọn số chính xác sẽ khiến hai người còn lại trừ 2 điểm. Cả 3 người cùng chọn 0 trong vòng tiếp theo. Vì thế tất cả đều thua. Chishiya 1 điểm nữa là cúp. Vòng tiếp theo, Chishiya bật nội tại nhân vật chính. Anh chọn số chính xác và cô gái kia thua. Chishiya giải thích, cô này còn tận 2 điểm nữa mới thua, nên cô sẽ chọn một số an toàn để Chishiya và Kazo sẽ chọn trùng nhau và thua. Nhưng Chishiya đã đọc được, cô sẽ không chọn các số từ 1 đến 50. 90 đến 100 cũng không phải ý tốt. Những số kép, số tròn như 60, 70, 80, 90
những con số mà con người hay chọn là 358 và cả những số nguyên tố còn lại, số 64 bit, phim 72 giờ, cây xăng 76, tư thế 69. Loại toàn bộ những số có ý nghĩa ra, chỉ còn 62 và 74. Chishia 50-50 và đã đoán chính xác, cô gái chết. Chỉ còn lại Kazo và Chishia. Luật mới được bổ sung, nếu một người chọn 0, người chọn 100 sẽ thắng. Vì chỉ có 2 người chơi nên số trung bình cộng nhân 0.8 luôn nhỏ hơn, nên chọn 0 auto thắng. Vì thế luật này được sinh ra. Nhưng Chishia chỉ chọn 100, còn Kazo chỉ chọn 0 và Chishia thắng tiếp. Trận đấu dần đến hiệp cuối cùng, hai người cùng ngồi lại tâm sự một chút. Tất nhiên là về lẽ sống, về cuộc đời trước kia. Chishia trình bày xong thì giơ bảng của mình lên. Anh chọn số 100, Kazo không chọn chiến thắng. Anh chọn không để nhường chiến thắng cho Chishia. Vì đã bị Chishia cảm hóa, trận chiến với các quân bài hình dần đến hồi kết. Kuina và An hợp tác trong trò quy tép và giành chiến thắng. Tương tự với các trò di tép, Jizo và ca cơ, chỉ còn lại ca bích và quy cơ. Arisu gặp lại Chishia, Niragi xuất hiện, ba thằng đòi bắn nhau kiểu cao bổi. Usagi xuất hiện góp vui, nhưng Chishia không vui vì anh phải đỡ đạn cho cô. Niragi cũng bị bắn. Khung cảnh mùi mẫn không kéo dài lâu vì ca bích tới chơi. Kuina và An cũng đã về, Aguni cũng đến. Mọi người sẽ dùng số lượng để áp đảo ca bích, dụ hắn vào hiệu thuốc và úp sọt. 10-1 không chột cũng què. Ca bích khỏe mấy thì cũng phải chịu thua. Nhưng trước lúc đó, hắn vẫn bắn được bạn gái của Aguni và bắn An. Aguni và Kuina điên cuồng lao vào. Aguni ăn đấm liên tục vào mồm, Kuina ăn xiên liên tục vào bụng. Usagi mất chân, Aguni cầm súng lên, nhưng hắn ta vẫn nhanh tay hơn. Arisu dụ tên ca bích theo mình, Aguni chưa chết đẩy hắn vào trong. Hai người kích hoạt quả bom, nổ bay xác ca bích. Hắn đưa súng cho Aguni, nhờ anh hóa kiếp cho mình. Aguni cũng định tự sát, nhưng thợ mũ xuất hiện trong tâm trí anh và tha thứ cho sai lầm anh đã mắc phải. Aguni nằm xuống, những người bạn của Arisu đều đã gần đất xa trời. Chỉ còn mình cậu và Usagi tiến đến trò chơi cuối cùng, quy cơ. Luật chơi, chơi đủ 3 ván bóng vồ mà không quýt là thắng. Dễ, nhưng đây là một trò cơ, một trò tâm lý. Quy cơ bắt đầu dùng xoắn não chi thuật. Cô trả lời câu hỏi mà Arisu luôn muốn có câu trả lời. Thế giới này là gì? Cô ta nói thế giới này là một thế giới giả tưởng, vì con người ở tương lai đã có thể trở nên bất tử, nên con người muốn thử trải qua cảm giác được chết. Và thế giới này được tạo ra, Arisu và Usagi là hai người tham gia. Thực ra quy cơ đang đùa. Sự thật là thế giới này đã bị người ngoài hành tinh kiểm soát, và chúng đã tẩy não con người, bắt họ chơi trò chơi để kiểm tra hành vi. Giới thượng lưu thì xuống lòng đất ở, và dùng những trò chơi an phi để cá cược. Thực ra đấy vẫn là đùa, đùa đéo và đùa lắm ấy. Quy cơ càng nói, Arisu càng tức, anh định giết cô ta. Nhưng đó chính là mục đích của quy cơ. Nếu Arisu giết cô ta, trò chơi sẽ không kết thúc, Arisu sẽ mắc kẹt tại đây mãi mãi. Quy cơ chuyển sang bài tiếp theo. Mọi thứ ở đây đều là do Arisu tưởng tượng ra. Cậu là bệnh nhân tâm thần và cô ta là bác sĩ của cậu. Usagi cũng là một bệnh nhân tâm thần cùng bệnh viện. Arisu đã suýt tin đó là sự thật, nhưng Usagi đã tự cứa tay mình trước mặt cậu, kích hoạt sức mạnh của tình yêu. Arisu tỉnh lại, quy cơ chấp nhận thua cuộc. Hai người đã làm quy cơ cảm động. Cô nói Arisu hãy nhanh chơi nốt trò bóng vồ để kết thúc trò chơi. Quy cơ ra đi, toàn bộ trò chơi đã kết thúc. Những người sống sót có hai lựa chọn, ở lại thế giới này hoặc trở về thế giới thật. Tất cả đều từ chối, trừ hai ông anh trong trò di cơ. Mọi người trở về thế giới thật, đoàn tụ với gia đình. Trí nhớ của mọi người về thế giới kia đã không còn, nhưng cảm giác thì có. Arisu và Usagi vẫn tìm được đến với nhau, nhưng bộ phim kết thúc với một con Joker. Tôi mong đó là hint cho season 3, giải thích toàn bộ về thế giới không lối thoát. Đó là thế giới nằm giữa sự sống và cái chết. Những người vào trạng thái chết lâm sàng sẽ đến với thế giới này và tìm ra lẽ sống của mình thông qua những trò chơi. Chỉ có những người xứng đáng mới được sống và quay trở về thế giới thực. Sau khi kết thúc trò chơi, họ sẽ được lựa chọn ở lại thế giới thật hoặc ở lại làm chủ các trò chơi. Các quân bài hình mà Arisu đối đầu là những người đã quyết định ở lại. Lý do tất cả mọi người đến đây cùng một lúc và đấu trường chỉ tồn tại ở Tokyo là vì tất cả mọi người đều là nạn nhân của vụ thiên thạch lao vào Tokyo trước đó, nên họ mới có cảm giác nhìn thấy pháo hoa. Và đó cũng là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Alice in Borderland mùa 2. Tôi Cẩn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.